Kèo 3-3, ta đi bây giờ 1 công chắc 3 công bên kia bà. Đây là set thứ 2. Adibayo sẽ làm như thế nào đây? Đưa anh em ra bờ hay là vào bờ là của Adibayo? Xin giới thiệu các bạn, trận đấu sắp diễn ra là set thứ 2 kèo 3-3. Adibayo chấp trả tem của Thanh Bình. Bên Thanh Bình là gồm có Khỉ, Luân và Nghĩa. Nghĩa này ở Càng Đăng Châu Thành kết hợp nha. Bên Alibayo thì gồm có Tí chuyền cho Alibayo và anh Đại Lâm vô đầu dò bàn cho Alibayo. Set 1 thì bên Alibayo đã bại, bên Thanh Bình thắng. Set 2 này kết quả như thế nào? Các bạn theo dõi và để xem biết cái kết quả của trận thứ 2 này. Này báo lúc quay vậy cháu? À, chưa. Bấm đi. Vô hà rồi đó. Phải chú ơi. Nó đi mua. Tiếp tục set 2. Hết rồi đi mua. 3-3 Alibayo chấp xả bên này. Alibayo chấp xả tem Thanh Bình, Lưng, Tý và Nghĩa Cần Đăng An Giang. Không bóng ở ngoài. Để con không cho Đại Lâm. Điểm cho lý do 1-0. Lưng đập bóng tốt điểm cho Thanh Bình 1-1. Ủa hai điều 2-1 bên đợi đọc hai điều bên không không? 2-2 Alibayo giỏi bơm. Điểm 3-2. Đúng rồi, má đâm cho cố vô không đúng. Wow, làm rồi. Đúng rồi đó. Thôi uống nước đi. 3-2 cho Đại Lâm. Phạt bóng tốt của Nghĩa. Điểm 3 điều cho Thanh Bình. Đánh bóng tốt của Hồ Nghĩa. Không đồng đếm lên như vậy. Dạ có. Điểm 3 điều. Có nãy làm điểm nữa. Đi vô ngoài đi trời. Phát bóng ngoài. Điểm cho Lê Bây Giò 4-3. Điểm 4-3. Hey!
Điểm với Thanh Bình 4 điều. Cho Thanh Bình. Cho lại lên. Điểm 4 điểm 4 điều. Quá thông minh của Alibayo. Điểm 5-4. Điểm cho Alibayo 5-4. Con hát chim bằng đầu có đại lắm. Một pha chuyền bóng bằng đầu của Đại Lâm và kết thúc hoàn hảo của Alibayo, điểm cho Alibayo 6-4. Điểm 6-4 cho Alibayo. Pha bóng bóng thông minh ở vị trí cuối sân của Alibayo, điểm 7-4. Nghĩa đập bóng tốt, điểm Thanh Bình 5-7. Bóng không vào lưới, điểm cho Alibayo 8-5 hai bên đổi sân. Phát gì? Hồi nãy tôi phát các sáu trái thù sao? Điểm thêm mình 9-5. Điểm 9-5. Nghĩa đập bóng tốt. 6.000 anh nội ơi, đã 12 đứng hàng. Điểm 69. Điểm 69. Anh thả giống từ giống hai như hồi nãy gì đây. Chắn bóng tốt. Điểm Thanh Bình 7-9. Mùa sừng sàng có qua đầu anh Alibayo. 8-9. 7-9 rồi. Điểm 7-9. Điểm 7-9. Điểm gì bây giờ 17. Alibayo đập bóng tốt, điểm. Ôi xin lỗi. Đập tốt của Nghĩa, điểm cho Thanh Bình 80. Lưng bỏ bóng tốt, điểm cho Thanh Bình 90. Quyết liệt lên. Điểm 90 cho Thanh Bình. Điểm 90. Trắng bóng tốt. Điểm Thanh Bình 10 đều. Điểm
xong luôn rồi các bạn ơi. Bên này liền bây giờ đang tám á. Khóc vậy. Trời nước mắt coi khóc quá trời. Nữa coi, bác sĩ nữa coi. Đại Lâm hết nói lên lời với Alibayo. Bác bảy á. Điểm 10 đều. Điểm 10 đều. 10 đều dính lên thì thằng ông đợi. 10 đều. 10 đều. Cái này bảo không nè. Bảo không á. Tài đủ quá. Em đủ đâu. Cái gì vậy? Điểm Kim Lê Do 10-1-10. À là bây giờ chụp bóng tốt. Điểm 10-20. Điểm 10-20. Điểm 10-20. Đập bóng ngoài. Điểm Kim Lê Do 13-10. Đếm 13 rồi. Nếu mà được thì em lên lần xé đi ra ngoài hàng cá dồ. Điểm cho lý do 14-10. Nghĩa đập bóng tốt. Điểm 11-14. Điểm 13-14. Uống nước đi. Uống nước đi. Chị gái. Con Trung đi. Chị gái con Trung đi. Điểm 13-14. Ali bây giờ bóng thông minh. Điểm cuối 15-11. Điểm 15-11. Bỏ bắt hai tốt. Điểm 12-15. Điểm 12-15. Rồi. Ali Bayo chụp bóng tốt, kết thúc set thứ hai này. Ali Bayo thắng tem của Thanh Bình. Ali Bayo quá hay. Bò kho. Bánh mì. Đi về nhà ngủ luôn đi. Năn nồi quá. Ali Bayo bảo qua các bạn mất gạo hết rồi.